Dạ, em xin chào anh chị nha. Em tên là An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Dạ, em đang đứng ngay đường huyện lộ 173 mới nè anh chị. Đó, nay đổi thành là đường tỉnh 883 nha anh chị. Dạ, hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị á là một miếng đất rất là lớn luôn anh chị ơi, nằm bên kia đường á anh chị. Dạ, có diện tích là 4.000 m² lận. Chiều ngang mặt tiền của mình á rất là rộng luôn, hơn 40 m² lận anh chị. Dạ, đặc biệt á là quy hoạch đất ở 100% luôn nha anh chị. À, rất là tuyệt vời nha anh chị. Dạ, đường này là đang là điểm nóng về bất động sản á. Xung quanh đất á là tập trung rất là nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho bãi luôn á anh chị. Dạ, mình cách khu nghiệp Giao Long á là 7 cây số à. Đó, cách cảng là cảng Giao Long á anh chị là 5 cây số. Hướng này là anh chị đi khoảng 1.5 cây số á là mình tới được cầu Phong Nẵm. Dạ, vừa qua cầu Phong Nẵm á là cụm công nghiệp Phong Nẵm á anh chị, đang phấn đấu lên khu công nghiệp á, hướng đi Dòng Trơm, Bà Tri rồi anh chị. Dạ, phần đất hôm nay em gửi tới anh chị là đây nè, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Mặt tiền, cái này là con kinh của nhà nước nha anh chị. Đó, con kinh này chỉ để thoát nước thôi, không có ghe tàu qua lại gì hết. Anh chị mình có thể làm cầu hoặc là mình đặt cống đó, rất là tiện luôn nha anh chị. Lộ giới của mình là vô tới đó luôn á. Chiều ngang là từ bên đó là ngang qua tới đây là hơn 40 m, sâu vô là tầm 100 m nha anh chị. Quy hoạch đất ở 100% hết luôn. Tổng diện tích là 4.000 m². Dạ, hướng này là anh chị đi khoảng 1 cây số là mình tới được đồng xây Hữu Định nha anh chị. Dạ, nơi đó là đường Quỳnh Tấn Phát, mình đi ngang qua đó. Nếu mình vừa phải đi là mình đi cảng Giao Long 5 cây số, khu nghiệp Giao Long là 7 cây số. Dạ, còn đi thẳng là đi ra bến xe quốc lộ 60 anh chị. Bên trái là mình vào thành phố Bến Tre. Dạ, đi vào thành phố Bến Tre là tầm khoảng 5 cây số à. Anh chị xem nè, nhà dân rất là đông luôn. Dạ, đây là có một công ty nè anh chị thấy không, người ta đặt cống nè. Đó, con kênh này là chỉ thoát nước thôi, không có ghe tàu qua lại gì hết. Mình có thể làm cống hoặc làm cầu nha anh chị. Đó, đường vô công ty nè, chị thấy không, công ty cũng rất lớn luôn nha anh chị. Dạ, với tổng diện tích là 4.000 m² anh chị, chiều ngang mặt tiền á là hơn 40 m lận. Rất thích hợp, thuận lợi cho anh chị nào mình muốn làm nhà kho, nhà xưởng, công ty vân vân anh chị. Diện tích rất là rộng. Dạ, để em cho anh chị mình xem hình sổ nha. Còn đây nè, mình xem sơ về đất đi, rồi mình xem sổ nha anh chị. Dạ, anh chị mình thấy không, cao ráo sạch sẽ lắm anh chị ơi. Mét vuông. Dạ, quy hoạch đất ở 100% hết nha anh chị. Hiện tại là mình có hai sổ á, hai sổ liền kề nhau luôn, hai sổ đều sổ sẵn hết, giấy tờ hợp lệ, mua bán mình công chứng sang tên liền luôn nha anh chị. Dạ, chủ rất là kỹ luôn à, có hàng rào đầy đủ hết nè. Đó, phía dưới mình cũng có hàng rào luôn á, xung quanh đất hàng rào hết anh chị ơi. Dạ, ở đây mặt tiền hồi nãy em đứng nè. Đó, anh chị thấy không, tiền đường nguyện lộ 173. Lộ giới mình vô tới đây lần nè. Dạ, lại đây em cho anh chị mình xem hình sổ nha. Xem xong rồi em sẽ báo giá luôn cho anh chị mình tham khảo. Giá rất là hợp lý luôn anh chị ơi. Có trích lục sẵn luôn,
Dạ. Dạ anh chị ơi, đây nè, đây là sơ đồ thửa đất mình nè. Đường tỉnh 883 nè, 173 mới nè anh chị. Dạ. Xong mình tới cái hàng kênh đó. Chiều ngang mặt tiền của mình nè là 40,50 mét lận đó. Chiều dài nè, chỗ đây mình có một cái lõm nè anh chị. Tới đây mình bo qua nè đó. Dạ. Sổ đầu là 2147 mét vuông. Đó, sổ thứ hai là 1798,5 mét vuông nè anh chị. Chiều dài á là tầm 100 mét. Dạ. Đất của mình là hướng đông bắc nha anh chị. Hơi lệch về hướng bắc một chút á. Đây sơ đồ mình nè. Ở đất số 136 nè, tờ bản đồ số 24 nè anh chị. Dạ. Địa chỉ là xã Hữu Định. Xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đó. Đây diện tích sổ đầu tiên nha anh chị. 2147,4 mét vuông, hình thức là sử dụng riêng. Đất hiện tại là đất trồng lúa anh chị. Sơ đồ mặt tiền nè. Ở đất có 2,6 mét thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ nè. Dạ. Hướng bắc. Hướng đông bắc mà, nhưng mà nghiêng về hướng bắc hơn. Dạ. Sổ còn rất là mới nha anh chị. Ngày 17 tháng 11 năm 2021 lận. Còn đây là trích lục nè anh chị ơi. Trích lục cũng rất mới luôn nè, ngày 1 tháng 11 năm 2021 nè. Đó. Đây là miếng thứ hai, miếng đầu tiên nè. Diện tích nè anh chị, 2147,4 mét vuông nè. Thuộc là đất ở nông thôn, 2147 mét vuông luôn. Đó. Còn sổ thứ hai là cũng là đất ở nông thôn, 1798 mét vuông. Dạ. Dạ em báo giá luôn cho anh chị mình tham khảo nha, là 3.400.000 trên một mét vuông anh chị. Giá để anh chị mình sở hữu được miếng đất với diện tích là 4.000 mét vuông á. 3.100.000, 3.400.000. Dạ xin lỗi anh chị, 3.400.000. Còn giá lên thổ cư khu vực này á, theo em được biết á, là khu vực ở dưới đối diện cụm công nghiệp Phong Nẵm anh chị, là tầm 1 triệu trên 1 mét vuông á. Dạ. Dạ mà anh chị mình đi sâu vào mình xem chi tiết đất nha anh chị. Đất rất là đẹp anh chị ơi. Thật sự mà nói rất đẹp luôn á. Bên kia là cái mà phần thiếu phần hõm này trên xe độ anh chị. Dạ. Đất này rất là chắc nha anh chị. Anh chị biết sao không? À, anh chị xem cho anh chị xem nè. Đó. Này lúc trước là đang trồng dừa. Rất là chắc luôn. Nên về phần mặt bằng á, anh chị mình về làm mặt bằng cũng là dễ nữa. Không có chợ mà sụp lúng. Dạ bên kia mình thấy cái công ty lớn lớn á anh chị. Hồi nãy em đi bộ vô á. Dạ. Có hàng rào xung quanh hết luôn rồi. Mình đi ra cảng Giao Long anh chị là tầm 5 cây số à. Đi khu công nghiệp là 7 cây số. Cách cụm công nghiệp Phong Nẵm á là 1,5 cây số. Dạ. Xung quanh đất của mình rất nhiều là máy công ty đang tập trung ở đây luôn á. Anh chị mình di chuyển vào thành phố Bến Tre là khoảng hơn 5 cây số một chút anh chị ơi. Dạ. Mình tới đây ha anh chị. Ở trên mình về tới đây. Mình nhìn lên nè. Đó. Thấy xe chạy không anh chị? Dạ. Rất là đẹp luôn. Ở bên kia mình có cái biệt thự nè anh chị ơi. Đó.
Dạ. Em quay một vòng cho anh chị mình xem đất nè. Mặt tiền cũng 40, chạy dài 100 xuống, ở đây cũng 40 mét, hậu cũng 40 mét luôn. Mặt bằng thì sạch sẽ hết rồi anh chị ơi, sạch sẽ cao ráo hết rồi. Dạ, phía sau đất của mình nè, cũng sạch sẽ, không có mồ mả gì hết luôn nha anh chị. Đó, dân thì trồng cỏ, nuôi bò nè, trồng dừa uống nước, rồi sim. Dạ. Giá đen chị sở hữu á, là chỉ 3 triệu 400 ngàn trên 1 mét vuông anh chị ơi. Bên đây xung quanh đất thì em thấy là không có mồ mả gì hết, sạch sẽ. Dạ, sạch sẽ không có mồ mả gì hết nha anh chị. Có đường điện, ở phía trước mình có kênh thoát nước luôn. Đó, rất là tuyệt vời nha anh chị. Đất đi mỏi giò luôn anh chị ơi. Dạ, em quay lại một vòng nữa cho anh chị mình xem. Đất rất là đẹp luôn, cao ráo. Dạ, em cũng vừa quay chi tiết miếng đất mà hôm nay em giới thiệu với anh chị á. Dạ. Nếu mà anh chị mình cần thông tin gì á, về trích lục nè, hoặc là sổ đỏ, dạ, anh chị mình kết bạn Zalo với em á, qua số điện thoại là 0378 278 007. Dạ, em sẽ gửi thông tin mà anh chị mình cần nha. Cũng trích lục quy hoạch nè, sổ đỏ nè, hoặc là định vị. Định vị thì em chấm trong phần mô tả anh chị. Dạ, bây giờ em sẽ ra ngoài, em hướng dẫn anh chị mình đi một vòng để mình xem xung quanh đây có nhà máy, có dân cư mình sinh hoạt, sinh sống ra làm sao hả anh chị. Dạ. Dạ anh chị ơi, bên kia là đất của mình nha anh chị. Dạ, em đang đứng trên đường 173 nè. Mình xem lại đất nha anh chị. Đất phải nói là tương đối là đẹp luôn anh chị. Rất là đẹp luôn. Dạ. Bên đường thì anh chị thấy là kinh doanh rất là sung túc luôn anh chị ơi. Mình đi khoảng 200 mét là mình có cây xăng nha anh chị. Dạ, bên tay phải mình nè, có một cây xăng nè. Anh chị thấy không? Con kênh này chạy rất là dài luôn á, tới vòng xoay bên kia luôn á chị. Đó, chỗ này người ta đặt
cống nè. Nếu không đặt cống thì mình có thể đặt cầu, tùy vào nhu cầu anh chị mình khai thác trên miếng đất đó đó. Bên em thì luôn nhận ký gửi mua bán nhà đất, đặc biệt là mua quay video để mình mua bán cho nhanh lẹ hơn anh chị. Dạ, quay video thực tế để anh chị mình xem, mình cảm nhận mình từng chi tiết của miếng đất luôn. Dạ, để mình ưng khoảng 70% thì mình đi xem trực tiếp anh chị, tránh là mất thời gian của anh chị. Dạ, còn anh chị nào mình muốn ký gửi nhà đất á, anh chị mình liên hệ với em qua số điện thoại để em được tư vấn rõ hơn nha anh chị. Dạ, phía trước mình là ông xây Hữu Định nha anh chị, đường Nguyễn Tấn Phát mình đi ngang qua đó. Đó, mình đi thẳng 5,6 cây số là mình tới ngã tư Tường Đậu. Dạ, bên trái thì khoảng 1,8 cây là Phú Hưng nè anh chị. Đó, đường tỉnh 883 là lúc trước là cũ anh chị, bây giờ đổi lại thành quốc lộ 57B rồi. Còn đường Quỳ Lộ 173 này nè, bây giờ đổi thành đường tỉnh 883 mới. Dạ, đây là dòng xây nha anh chị. Đi thẳng ra quốc lộ 60 đó anh chị thấy nè, bên đây thì đi ra quốc lộ 57B thường tỉnh 883 cũ, khu nghiệp Gia Long cảng rồi anh chị. Dạ, đi thành phố Mỹ Tho được luôn đó. Em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Anh chị mình nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để nhận được những video về nhà đất mới nhất từ kênh Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ nha anh chị. Và chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại anh chị trong những video gần nhất nha anh chị. Dạ, chào tạm biệt anh chị.